Rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Đồng hành cùng nông dân. Chương trình được phát sóng định kỳ lúc 17:50 thứ năm cách tuần trên kênh Đồng Nai 2 và phát lại ngày hôm sau thứ sáu vào lúc 5:15 trên kênh Đồng Nai 1. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Các cấp hội nông dân trong tỉnh tích cực vận động hội viên nông dân thành lập các tổ hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Nông dân trồng nhãn xuồng cơm vàng ở xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc liên kết thành lập hợp tác xã tìm đầu ra ổn định cho trái nhãn. Mô hình trồng thanh long ruột đỏ cho thu nhập hơn tỷ đồng trên hecta trên năm của bà con trong câu lạc bộ thanh long năng suất cao ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa bà con và quý khán giả, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã xác định 10 tiêu chí trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, việc hợp tác, liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị canh tác được các cấp hội đặc biệt chú trọng. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp có nhiều khởi sắc, thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt. Để góp phần thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào thi đua toàn tỉnh, chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 10 tiêu chí trọng tâm. Trong đó, việc hợp tác, liên kết sản xuất được các cấp hội đặc biệt chú trọng. Thời gian qua, các cấp hội trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, tập huấn cho hội viên nông dân là cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, nắm rõ chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể. Đồng thời tích cực vận động hội viên nông dân thành lập các tổ hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Làm sao là mỗi xã, 133 xã đều có các hợp tác xã nông nghiệp và từng bước nâng cao cái chất lượng của các hợp tác xã này, làm sao hoạt động có hiệu quả, rồi tiến đến là gắn kết, tham gia các chuỗi liên kết sản xuất thông qua các doanh nghiệp với lại các cái hợp tác xã, gắn kết giữa cái đầu tư với lại cái tiêu thụ cái nông sản cho bà con nông dân, tham gia tích cực trong cái xây dựng phát triển các cái hợp tác xã, các tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao. Rồi chúng tôi cùng với các doanh nghiệp, các cái ngân hàng và với cái nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân để giúp các cái hộ nông dân, các thành viên trong các cái mô hình kinh tế tập thể được tiếp cận các nguồn vốn, được hưởng lợi từ các cái chính sách và các cái nguồn vốn. Chính vì lẽ đó thì đến nay thì so với lại cái năm 2010 thì cái thu nhập hiện nay là bình quân của một hộ nông dân năm 2018 là khoảng 51,59 triệu đồng bình quân một đầu người năm, tăng như vậy là khoảng 2,51 lần so với lại năm 2010. Được biết trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã phối hợp vận động thành lập mới 4 hợp tác xã nông nghiệp, 19 tổ hợp tác, nâng tổng số lên gần 160 hợp tác xã và hơn 700 tổ hợp tác. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 140 hợp tác xã nông nghiệp và gần 1.150 câu lạc bộ, tổ hợp tác. Hội viên nông dân đã tham gia ngày càng nhiều vào việc xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ nông thôn, gồm hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao, trang trại. Một số hộ đã thành lập được các doanh nghiệp nông thôn, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội tại địa phương. Ngay từ những lúc mà toàn tỉnh chỉ có 14 xã đạt nông thôn mới thôi, thì tỉnh cũng đã đặt ra các chương trình nông thôn mới nâng cao rồi. Thì đối với những cái xã đã đạt rồi, thì chúng tôi hiện nay là tiếp tục xây dựng cái kế hoạch để giúp cho các xã này giữ vững cái tiêu chí và phát triển nhân dân một số cái tiêu chí để trở thành những cái xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong cái thời gian tới. Thí dụ như về thu nhập, về các chỉ tiêu về môi trường và các vấn đề khác, đặc biệt là trên lĩnh vực tiếp tục cái nâng cao thu nhập thì mình khắc phục những hạn chế còn tồn tại hiện nay, thí dụ như là những tham gia các chuỗi sản xuất và làm sao để cho nó bền vững hơn, hoặc là tổ chức làm sao cho cái môi trường ở nông thôn thực sự là xanh sạch đẹp, thực sự là bền vững so với trước đây, và cái phát triển trong cái sản xuất thì hướng đến phát triển nhiều cái nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, và cái tiêu thụ của người nông dân thì nó sẽ gắn với thị trường nhiều hơn. Có thể nói, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân,
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư khu vực nông thôn. Hội viên nông dân đã phấn khởi, tích cực tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, xứng đáng là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ấp 6, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, nổi tiếng với giống nhãn xuồng cầm vàng, một phần vì cây nhãn phù hợp với thổ nhưỡng vùng này. Cộng với việc, bà con ở ấp 6 đa phần đều từ các tỉnh miền Tây đến. Họ mang theo kỹ thuật và kinh nghiệm trồng cây ăn trái, đặc biệt là cây nhãn. Nhờ vậy, vụ nhãn năm nào, bà con ở đây cũng trúng mùa, năng suất khoảng 10 tấn một hecta. Riêng vườn nhà của tôi thì hiện nay thì tôi vì còn có hai vợ chồng à, cho nên làm có một mẫu thôi, một mẫu nhãn. Thì mỗi một năm như vậy là có bình quân cái thu nhập thì các thì giống như cái từ cái nhãn năm thứ năm trở lên, nhưng nhãn tôi cũng có số nhãn 10 năm mười mấy năm, nên lấy bình quân chắc có lẽ là khoảng hecta khoảng chừng khoảng 7 tấn, nói chung là bình quân có thể 7 tấn. Thì cho cái đầu tư chi phí phân thuốc trong một mùa vụ với tưới tắm mùa khô thì chắc cũng còn được khoảng từ 300 đến 350 trên một hecta. Nhận thấy tiềm năng mà giống nhãn xuồng cơm vàng mang lại, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và hội nông dân, bà con trồng nhãn ở ấp 6, xã Xuân Tâm đã chủ động liên kết, thành lập hợp tác xã nhằm trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển, góp phần làm cho sản phẩm có chất lượng cao và đồng đều, tiêu thụ lợi nhuận. Nói chung là khi mà thành lập hợp tác xã lên thì hợp tác xã của tôi thì cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của chính quyền cấp trên cũng như là ủy ban xã và ủy ban huyện, bên hội nông dân là hỗ trợ cho về thủ tục hoàn chỉnh của bộ hồ sơ của hợp tác xã. Và bước thứ hai nữa là cũng có quỹ hỗ trợ nông dân huyện xuống để là hỗ trợ cho bà con, tất cả bà con trong thành viên của hợp tác xã. Cái sự mong muốn của bà con nông dân ở đây thì vấn đề cây nhãn xuồng này, sản phẩm nhãn xuồng này thì cái đầu ra nó chưa có được ổn định, là chưa có hoạt động mạnh được cái đầu ra. Thì mục tiêu của bà con là hướng về hợp tác xã thì cũng nhận được rất nhiều quyền lợi, sự chu cấp cũng như là ở cấp trên đưa xuống. Thì mục tiêu tới đây, định hướng của hợp tác xã là cũng phải giải quyết cái vấn đề mà đầu ra cho tất cả bà con về cái nguồn nhãn xuồng này. Địa phương là Ủy ban Nhân dân xã cũng như các hội đoàn thể và cụ thể là hội nông dân xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con thực hiện sản xuất tập trung, và đó cụ thể hơn đó là thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và cây ăn trái Đồng Tiến vào năm 2018 vừa qua. Thì qua một năm hình thành và đi vào hoạt động thì bước đầu hợp tác xã cũng đã có được những cái sự hỗ trợ quan tâm từ chính quyền địa phương, cụ thể là Ủy ban Nhân dân xã cũng như là Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con nông dân để cách thức sản xuất kinh tế tập thể, để bà con nông dân có cái hướng sản xuất ổn định, bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế. Dù mới được thành lập từ tháng 8 năm 2018, nhưng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Cây Ăn Trái Đồng Tiến, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc đã có những bước cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho các thành viên. Hiện nay, Hợp tác xã có 30 thành viên với tổng diện tích khoảng 55 hecta trồng nhãn, hướng đến quy trình Việt Gáp. Được biết, trong năm vừa qua, ngoài hỗ trợ thủ tục thành lập hợp tác xã, đăng ký thương hiệu sản phẩm, chính quyền địa phương cùng các cấp hội nông dân còn tạo điều kiện để ban lãnh đạo hợp tác xã tham gia các lớp về công tác quản lý và chuyển giao những kiến thức từ các lớp tập huấn về kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp trên cây nhãn cho bà con xã viên. Có thể nói, việc xây dựng chuỗi sản xuất, tập trung phát triển kinh tế tập thể có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vai trò của hội nông dân là tuyên truyền, vận động và đem lại những chính sách hỗ trợ cho nông dân, giúp họ ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thanh long là loại cây ăn trái có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, được nhiều thị trường ưa chuộng.
Tại ấp 2 xã Xuân Hưng, ông Nguyễn Quốc Anh là người tiên phong thực hiện mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ. Năm 2010, ông mạnh dạn chặt bỏ điều, chuyển qua trồng thanh long với chi phí đầu tư ban đầu khoảng hơn 200 triệu đồng một hecta. Loại cây trồng này vốn đòi hỏi kỹ thuật rất cao trong quá trình chăm sóc, chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu vuốt tai cho trái cũng có thể bỏ đi cả đợt quả. Nhờ cần cù, chịu khó lên tận Bình Thuận học hỏi kinh nghiệm của những người trồng trước, nên vườn thanh long của ông ngày càng phát triển tốt, mang lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, cây thanh long đã là loại cây trồng chủ lực, giúp ông kiếm tiền tỷ mỗi năm. Thì bây giờ tôi nghĩ là cái hiệu quả là cây thanh long này thì đó so với các loại cây trồng trên diện tích của nó thì có lẽ chắc là không có cái gì bằng. Bởi vì hiệu quả kinh tế của nó rất cao. Nó cho thu nhập như vậy là nếu ta tính bình quân cả trái vụ nữa, tức là điền nữa thì thông thường bình quân vườn tôi đây là khoảng một năm để khoảng 10 đợt. 10 đợt và bình quân 1 hecta thì khoảng chừng bây giờ người ta trồng dày hơn chứ trước còn tôi trồng 3 mét thì là 1.000 bốc trụ. Tôi cho là bỏ được 100 trụ đi. Còn lại 1.000 trụ tròn thì bây giờ tôi cho một gốc về một lửa thì lại khoảng 5 kg. Thì 1 hecta một lửa thì có thể thu khoảng 5 tấn. Một năm nếu lấy bình quân khoảng 10 đợt thì khoảng chừng dao động từ khoảng 50 đến 60 tấn. Giá như bình quân như những năm gần đây ổn định thì tôi nghĩ là bình quân có thể trên 30 ngàn. Thì một năm một hecta có thể cho khoảng từ thì được khoảng tỷ rưỡi là tổng thu. Thì như vậy trừ chi phí khoảng 30% thì người nông dân cũng có lại trên 1 tỷ. Thanh long vườn nhà ông Quốc Anh có vị ngọt thanh, mát dịu, màu đỏ rực rỡ, bảo quản lâu ngày trong môi trường tự nhiên nên được thị trường khá ưa chuộng. Các thương lái vào đến tận vườn thu mua, không giữ bí quyết cho riêng mình. Năm 2015, câu lạc bộ thanh long năng suất cao được thành lập do ông làm chủ nhiệm. Thông qua câu lạc bộ, ông Quốc Anh tận tình giúp đỡ vốn, cây giống và hướng dẫn kỹ thuật mà ông đã tích lũy được trong quá trình chăm sóc thanh long. Thì có trong thanh long có còn ngàn trụ, nhưng mọi vấn đề thì nhờ bác anh kỹ thuật á, từ trồng đến là trái, cách chăm sóc rồi là trái để bơm như vậy thì hồi chưa làm á thì cảm thấy vất vả, chưa làm rồi thì cũng kinh tế vẫn đỡ đó, nói chung nó còn cả ăn học được. Thì mọi vấn đề là từ trái mình bác ra xem vườn á, nó cảm thấy không đạt bác đi bơm chỗ này là thuốc này thuốc kia bác về hết rồi là bác đưa hết mọi vấn đề cho em út á. Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ ông Quốc Anh, bà con ở đây hầu như nắm vững kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ, nên thanh long cho thu hoạch khoảng 10 đợt một năm. Do đó, lợi nhuận mà cây trồng này đem lại khá cao, thúc đẩy diện tích thanh long ở xã Xuân Hưng mở rộng đáng kể, lên đến gần 600 hecta. Khi diện tích tăng, thì việc tìm thị trường tiêu thụ là vấn đề được đặt ra. Nếu mà muốn ổn định lâu dài thì tôi nghĩ là phát triển hợp tác xã. Hợp tác xã là có tính pháp nhân, anh có thể là kết nối được, giao dịch được. Và cái sản phẩm từ đầu vào là vật tư nông nghiệp, phân bón thuốc trừ sâu, hoặc cái đầu ra thì mình kết nối được với doanh nghiệp để mình tìm được cái thị trường ổn định hơn. Mà nhất là bà con nông dân được khi đã kết nối được với nhau rồi á, thì từ là cái ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong cái gì, quá trình canh tác cũng như cái là chất lượng sản phẩm đầu ra thì là có cái hiệu quả kinh tế rồi, có sản phẩm rồi thì mình cũng là kết nối được, mình bán được và cũng ổn định được thị trường và nắm được, chủ động được thị trường. Thì hiện nay bà con nông dân ở trên xã Xuân Hưng thì nó còn trên dưới khoảng 300-400 hộ trồng thanh long, thì có được là một cái hai cái câu lạc bộ thanh long và trong đó làm ghép câu lạc bộ xoài. Thì hiện nay thì bà con đang là gia nhập vào để cho có cái vận động, thì bên phía nông dân thì cũng có là vận động tất cả nông dân và hội viên để cho gia nhập vô cái hợp tác xã thanh long. Thì hiện nay thì xã Xuân Hưng đã thành lập được một câu lạc bộ xã thanh long của Xuân Hưng, được khoảng 40 thành viên để tham dự trong cái hợp tác xã để có được cái hướng để giúp cho bà con nông dân được cái câu được tiêu thụ sản phẩm và để cho cái phân bón để hỗ trợ cho bà con để phát triển cái thanh long trên địa bàn của xã Xuân Hưng. Nhờ quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp hội nông dân cùng với sự nhiệt tình giúp đỡ của ông Quốc Anh và bản thân nỗ lực vươn lên, hiện tại nhiều bà con trong hợp tác xã, tiền thân là câu lạc bộ thanh long năng suất cao đã thoát được nghèo. Kinh tế gia đình ngày càng phát triển, vươn lên làm giàu, góp phần quan trọng vào quá trình nâng cao chất lượng nông thôn mới tại địa phương. Thưa bà con và quý khán giả, có thể nói với sự tích cực vận động tuyên truyền và nhiều chính sách hỗ trợ của các cấp hội nông dân trong tỉnh đã giúp các hội viên nông dân ý thức được việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là xu hướng tất yếu để xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
tạo ra những sản phẩm an toàn, hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.